Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tao Bóng Đá. Ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại vòng 19 Bundesliga giữa Dortmund với Freiburg. Đối thủ của Dortmund đang chơi rất khó chịu tại mùa này. Trong khi đó, Dortmund vẫn đang bám đuôi đội vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, phong độ của họ đang không được ổn định. Vậy họ sẽ thi đấu ra sao? Hãy cùng với chúng tôi phân tích trong video lần này. Anh em hãy cùng để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Chào mừng các bạn đến với video soi kèo bóng đá Borussia Dortmund gặp Freiburg. Thời gian diễn ra là 2:30 ngày 15 tháng 1 năm 2022 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi, lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Soi kèo trận đấu Borussia Dortmund gặp Freiburg, phong độ của Dortmund 5 trận gần nhất. Ở trận lượt đi, Borussia Dortmund đã thua đối thủ này nên họ rất quyết tâm để có thể đòi nợ. Phong độ gần đây của đội chủ sân Signal Iduna Park là không tệ khi đã thắng 2 trên 3 trận gần nhất. Mới vừa qua là thắng đối thủ nặng ký Eintracht Frankfurt ngay trên sân khách. Đây là đối thủ trước đó từng thắng 3 lượt trận liên tiếp, trong đó từng vượt qua Mönchengladbach và Leverkusen. Phong độ của Freiburg 5 trận gần nhất. Chuỗi trận nghèo nàn gần đây khiến Freiburg đối mặt với nguy cơ bị đánh bật khỏi top 4 là rất cao. Khi hiện tại họ đang xếp thứ 4, nhưng cách các đối thủ xếp sau chỉ là 1 và 2 điểm. Sự sa sút đó được thể hiện rõ ràng khi đội chủ sân Bandenova đã thua tới 4, hòa 2 và thắng 2 trong 8 lượt trận gần đây, trong đó từng bị Bochum đánh bại và gần nhất là bị Arminia Bielefeld cầm chân với tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà. Nên nhớ 10 lượt trận đầu tiên, Freiburg đã bất bại với 6 trận thắng và 4 trận hòa. Soi kèo tài xỉu Borussia Dortmund gặp Freiburg, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 của trận đấu là 1.25, còn mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 3 hòa. Hiệu suất ghi bàn trên sân nhà của Dortmund là cực kỳ ấn tượng khi 8 trên 9 trận gần nhất trên mọi mặt trận, họ đều ghi từ 2 bàn trở lên, kể cả trước Bayern Munich. Bên cạnh đó, hàng thủ của đội bóng áo vàng đen lại không cho thấy sự chắc chắn khi chỉ trong 2 lượt trận gần nhất, họ đã vào lưới nhặt bóng tới 5 lần, trong đó có trận thua 2-3 trước Hertha Berlin. Nên nhớ, hàng công của Freiburg đã ghi tới 11 bàn thắng chỉ trong 5 lượt trận gần đây. Vì vậy tài cả trận là lựa chọn mà chúng tôi tư vấn cho anh em. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho cả trận là Dortmund chấp đối thủ một trái. Borussia Dortmund đang tỏ ra rất hiệu quả mỗi khi thi đấu trên sân nhà, khi họ đang là đội có thành tích sân nhà tốt nhất lúc này với việc giành 8 trên 9 trận thắng. Còn lại là trận thua sát nút 2-3 trước Bayern Munich và đều thắng kèo cả 2 trận ra sân gần đây với 2 trận thắng đậm trước Beşiktaş và Greuther. Hơn nữa, phong độ của Freiburg đang không tốt nên càng khiến niềm tin dành cho cửa đội chủ nhà có cơ sở. Vì vậy, cửa Dortmund là lựa chọn mà chúng tôi tư vấn cho anh em. Đây là những tư vấn của chúng tôi về kèo đấu dành cho anh em. Chúc anh em sẽ đưa ra được những lựa chọn mạnh chiến thắng. Hãy để lại ý kiến dưới comment và cùng bàn luận với chúng tôi nhé. Dự đoán tỷ số trận đấu: Borussia Dortmund thắng 4-2 Freiburg. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những bản soi kèo hay và sôi động nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.